Hello. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay quay trở lại kênh của Ba Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay ông lại tiếp tục làm clip để cắp canh phê siêu to khổng lồ các cháu ạ. À. Đấy, nhìn rất là ngon luôn đây nè. Năm sau á, nó có tài nhiều lắm. Đấy, các cháu theo dõi nha. Chưa. Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của tôi. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ thực hiện một bộ phim phim ngắn à. Bởi vì theo yêu cầu của tất cả mọi người, rất là nhiều bạn bảo là đóng phim để đóng phim đi. Nhưng mà hôm nay hai anh em chúng tôi sẽ có một phim ngắn thôi. Thì là phim nó cũng hài nhưng mà nó cũng không hài lắm đâu. Nó ngắn xí à. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Mong các bạn luôn luôn theo dõi của chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Nào. Đi ra. Mà dơi thôi. Mà không dơi thôi. Không dơi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cho tôi biết tôi làm ca. Quá tốt hơn kìa. Hello, mình Hello. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay quay trở lại kênh của Ba Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay ông lại tiếp tục làm clip để cắp canh phê siêu to khổng lồ các cháu ạ. À. Đấy, nhìn rất là ngon luôn đây nè. Năm sau á, nó có tài nhiều lắm. Đấy, các cháu theo dõi nha. Chưa. Dễ cắt cái cần chân nhạc lau chân lai luôn. Cắt cái đó ít thôi hả? Không, ý là giờ á làm nó xin giới thiệu với bạn. Thôi à, cắt canh cà phê này hay like và chia sẻ nha. Ông hộ cho mình. Vlog.